Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em. Số điện thoại của Điền là 0347471112. Ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh, anh em nào gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ nha anh em. Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2023. Thì Ginseng mới về thêm được 500 chai để phục vụ anh em trong cái dịp lễ 30 tháng 4 này. Thì Điền giới thiệu lại Ginseng đang bán bên Điền để anh em nào chưa xài mình tham khảo nha anh em. Anh em là xài rồi ok thì tiếp tục ủng hộ Ginseng dạng thuốc nuôi bên Điền nha anh em. Thì anh em xem video nhớ cho Điền một like nha anh em. Anh em nào mới vô xem lần đầu tiên mà chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh, nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới về những cách xài thuốc mới, giá cả theo ngày tháng nha anh em. Thì trước mặt anh em đây là thuốc nuôi Ginseng, đây là cái dạng thuốc nuôi nhỏ miệng nha anh em, xài rất là đa dụng. Anh em có thể xài rất là nhiều giai đoạn của con gà nuôi, từ con gà tơ đến cái giai đoạn gà chuẩn bị ra trận luôn nha anh em. Nuôi đến ngày ra trận luôn, anh em khỏi cần đổi chọn nhiều. Nếu mà anh em chơi đơn giản thì anh em chỉ cần xài một mình thằng Ginseng này được rồi. Còn nếu mà anh em là cần chế độ nâng cao gắt thì anh em kết hợp thêm với B12 năm rưỡi dạng chích tay. Đó, anh em chỉ cần kết hợp với B12 năm rưỡi này là nó rất là đủ chất. Ngoài ra gà lỏng lẻn cự yếu rồi anh em có thể xài chung Ginseng này luôn nha. Khỏi cần anh em khỏi cần phải đổi chọn thuốc nuôi này tới nuôi lỏng lẻn, nuôi loại khác. Những gà lỏng lẻn sau khi anh em nuôi cái loại này thì nó sẽ dày lên, tới chừng nó cự mạnh thì mình chơi được luôn, mình không tốn thời gian nuôi lại nữa. Con gà mình rất là chất lượng nha. Bị tan về anh em có thể xài để nhanh gà nó nhanh lướt qua giai đoạn tan tích, cực kỳ hay. Lúc đó nó ăn yếu rồi con gà nó sung, nó phục hồi mạnh lắm. Sau khi lành thì anh em mau chơi lại đó, lành xong xuôi cho anh em lấy những sen này nuôi lại luôn. Cái này được rất là nhiều anh em sử dụng, bán số lượng nhiều lắm, bảo vệ Điền về liên tục luôn. Bữa nay về đây cũng tươm tắt nè, chắc ngay ngắn xong Điền làm clip giới thiệu lại với anh em liền. Thì cái giá của nó 200.000 chai nha anh em, 5 chai thì tặng 1, 10 thì tặng 2. Thằng này xài ok lắm nha anh em, trên thị trường hàng giả hàng nhái của nó cũng rất là nhiều. Cái nước nó màu vàng nó rất là thơm nha anh em. Còn B12 năm gửi thì chai 10C 250 nha anh em. B12 nó đang hàng, nó đang tạm thời nó khan hiếm, giá nó rất là cao. Anh em xài, anh em nào xài quen thì xài kết hợp, còn anh em nào xài đơn giản thì chỉ cần xài mình này nuôi gà tơ thì nuôi từ từ này, sau chích 1-2 mũi B12 mình chơi cũng ok nha anh em. Rồi anh em nào mua hàng thì alo trực tiếp số điện thoại của Điền nha anh em, 0347471112. Thì chỉ xài duy nhất cái số này thôi nha anh em. Anh em nào không gấp thì cứ kết bạn Zalo qua số này, một hai bữa thì Điền chấp nhận xong anh em mình giao dịch. Còn anh em nào mà cần mua hàng nhanh thì cứ điện trực tiếp số này hoặc chạy lại nhà nha anh em. Hàng có sẵn, Điền lên clip bao nhiêu là có sẵn bao nhiêu. Đó, anh em cứ xem thoải mái. Còn rất là nhiều hàng chuẩn bị cho anh em chơi lễ đó nha anh em. Catosan Galumin B15-12. Đây là những mặt hàng của Philippines nha anh em, đầy đủ hết. Thuốc tan, tan in lam thần thánh á. Rồi chào anh em, hẹn gặp anh em video tiếp theo nha anh em.